Vâng, kính thưa quý vị thân mến, chúng ta đã thấy được một phần trình diễn rất là máu lửa, rất là nhiệt huyết của các người mẹ người Ba Na đến từ làng Vương Ban Haven, xã Giang Bắc, huyện Đắk Pô. Và vâng, nếu quý vị có thể thấy phần trình diễn này mang đến cho quý vị những cảm xúc tích cực, mang đến cho quý vị niềm vui và sự thú vị.